mọi thứ quan trái xảy ra trong cuộc đời đều có những lý do của nó tại chẳng qua là chúng ta không đủ trí tuệ để xoay thấu mà thôi quan trái chúng ta được hiểu là những cái gì không như ý làm chúng ta bực mình khó chịu đau khổ vất vả chúng ta đều xem đó là quan trái ví dụ bây giờ khi không khi không có thằng cha nào đó tự nhiên nó đeo mình mình không thích nó Thậm chí mình cũng chả biết nó là ai Nhưng mà nó cứ nhắn tin rồi Nó tìm cách rồi Nó tặng quà rồi Nó thế này thế kia Bực mình không hả Một số người không thích Cho nên chúng ta cảm thấy điều đó khó chịu Và cái đó có phải quan trái không Như vậy thì mình hay đổi thừa rằng á, Cái thằng cha đó vô duyên à, Cái phải không cái không dính líu gì cho tự nhiên cái làm cho tôi thấy cảm thấy mệt mỏi khó chịu như vậy cái khó chịu này Chúng ta cho đó là do người khác gây ra Có phải không? Vậy thì bây giờ thật ra có phải là Tự nhiên người khác gây ra hay không? Ủa sao hơn trăm ngàn người nó không chọc tự nhiên chọc mình? Tôi nói với các vị nên là để giải, không phải là mình đừng cho rằng tại tôi đẹp trong đó tôi mới là bị, bị người khác chọc, không hẳn. chắn rằng nếu nhìn vào tuệ giác Phật Pháp Chúng ta thấy rằng mình cũng là chiêu ghẹo thế này thế khác Trong một đến nhiều đời vậy đó Tôi chỉ nói vậy thôi rồi Nhiều vấn đề để chúng ta giải quyết đúng không Rồi ngược lại Có những người thật lòng chúng ta đeo đuổi nó Nhưng mà nó lại là Quăng những lời khó nghe Hoặc nó có thái độ khó chịu với mình mình lại bị dội những gáo nước lạnh nhưng mà tại sao mình bỏ không được. Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, trong những cái gia đình đôi khi á nó là một cái địa ngục trần gian. Những người sống trong một gia đình rất là đau khổ nhưng mà không có cách nào thoát được và chúng ta hận người này, chúng ta ghét người kia, chúng ta khó chịu người nọ bằng những cái thái độ là có những khi biểu lộ ra có những khi kìm nén trong lòng quyết lòng tìm giải pháp nhưng càng tìm giải pháp nó càng dính lại nó càng sâu kết lại và nó càng không cho mình cái lối để có thể chạy đi và mình đổi thừa là những cái người này quá ác với mình những người này quá tàn nhẫn với mình những người này thế này thế kia và mình tìm cách trốn chạy nhưng không thể trốn chạy được và làm sao để giải quyết vấn đề này Thì cái này tôi sẽ chia sẻ Cho các vị sẽ thấy rằng Phải hiểu ra được nguyên nhân vì sao Đôi khi chúng ta Mong rằng nó chết đi Chết càng sớm càng tốt Cho tôi đỡ khổ Nhưng mà sự thật nó không chết Nhưng mà đến khi hết khổ Cái nó chết <laughs> Lúc mà mình muốn nó sống Cái tự nhiên nó chết Nó lạ vậy đó chứ Hoặc là nó không thèm theo mình nữa các vị không có trả lời được Nhưng mà bực không Tức không Giận không Đau khổ không Vậy thì những cái đó Nó có phải là quan trái không Vậy thì quan trái ai cũng muốn giải Nhưng tại sao giải không được Rồi Trong những trường hợp Chúng ta cũng sống rất là tốt Ăn uống tốt Đời sống mọi thứ tốt Nhưng tại sao Chúng ta lại bệnh cà ghê cà ghê cà ghê hoài Hết đi bác sĩ này đến bác sĩ nọ Bác sĩ nói mình không có bệnh hoặc thậm chí có bệnh nhưng mà không đáng nhưng mà tại sao chúng ta rất khổ, rất mệt mỏi, rất đau. Hoặc thậm chí ta là người sống tốt nhưng mà lại mang bệnh nan y. Đó cho nên hồi trưa này có một cô mà than giảng tôi về điều đó. Con đi bác sĩ khắp nơi, bác sĩ nói con không có bệnh gì mà sự thật với thầy, con rất là bệnh. Tôi hỏi bệnh gì? Cô này nói là cái gì trong người con cũng cũng thấy nó bệnh hết á. cho nên bây giờ con xin thầy cho con một cái lời khuyên tu hành như thế nào để con giải quyết vấn đề bệnh này tôi nói muốn như thế nào chiều ở lại nghe bài pháp đi con nói bây giờ gia đình con gấp về quá cho nên là con không có ở lại tới chiều được thì tôi nói thôi không được rồi mai mốt nghe sao thì tôi cũng chia sẻ một cách nhất định nào đó trong thời gian cho phép con nói là còn đi cúng nhiều chùa thì tôi nói với các vị có những điều mà mình không muốn nhưng mà tại sao nó lại diễn ra mình thấy mình cũng không đến đổi nào mình cũng không ăn nhậu không chơi bời không sống quan phế nhưng tại sao con người mình vẫn có những cái bệnh tật mà chúng ta không có câu trả lời có những người chí thú làm ăn thật sự nhưng tại sao không thành công thất bại liên miên tại sao mình cũng có sự lương thiện mình làm gì đó trong cái cuộc sống của mình nhưng mà tại sao bị trở ngại hoài như thế cuộc đời mình cũng muốn có những cái thành công nhất định nhưng sao bao nhiêu nỗ lực nó lại là cố khỉ hoàng cố khỉ như vậy quan trái ở chỗ nào cái lỗi lầm ở chỗ nào tại sao cuộc đời mình không giống như cuộc đời những người bạn mà mình từng thấy nó cũng làm giống mình tại sao nó lại thành công mình cũng làm giống nó tại sao mình không thành công và bao giờ trong cuộc đời mới thành công Hoặc là cả đời này Số phận mình như vậy Không thể thành công được hay sao Đây là những điều Mà chúng ta cần phải chia sẻ Đó là những cái tôi nói với các vị Cái nào đem đến những cái sự bất như ý Không từ mong muốn của mình Mà nó vẫn diễn ra như vậy Tôi cho đó là quan trái Ví dụ có những người không là thân thuộc gì hết Nó mượn tiền hoài Hoặc nó nhờ mình hoài Hết cái này đến cái kia Mà mình chạy không được À. Rồi mình nghĩ rằng tao có dính líu gì mày đâu Tao đâu có hứa hẹn gì mày đâu Tao cũng đâu thiếu nợ mày gì đâu Sao mày theo tao mày đòi hoài vậy Nhưng mà có những cái nó vớ vẩn vậy đó Không biết tai bài quả gửi từ đâu Không biết cái mối liên hệ từ đâu Nhưng tại sao bao nhiêu người trong đó Nó không lại làm phiền làm phiền mình Có khi nào các vị trả lời cái đó không Hay là tại mình dễ thương quá nó làm phiền Hả? ừ à, có, có những lúc mình nói cho nó đã tức cái chắc tao dễ thương lắm cho mình mày làm phiền tao có phải không xin thưa các vị muôn vàng thứ trong cuộc sống ừ. mà tôi muốn nói với các vị là người học phật làm sao để giải quyết được đừng nghĩ rằng chúng ta chối bỏ là giải quyết được tôi đố các vị chối bỏ đó những người nào đã từng trải qua kinh nghiệm trong cuộc đời Từng muốn vứt bỏ đi những cái khó chịu Những cái bực tức, những cái thấy ghét này Thấy đáng giận này Nhưng mà các vị thử kinh nghiệm trong cuộc đời có thành công không? Ai là người thành công giỏi cái chuyện này đâu? Đưa tay lên tôi coi ít người coi Không có một cánh tài Nhưng mà tôi biết các vị bắt đầu cũng hiểu ra được vấn đề Sau những lần đau thương đó và các vị mới hiểu một chút ít triết lý đạo Phật Để ứng dụng giải quyết các vấn đề Không có chuyện gì là không có nguyên nhân Nhưng mà nó không có ràng buộc là nó không giải quyết được ân quán tình thù Cho nên tại sao từ thương yêu trở thành thù hận Nó phải có ràng buộc thương yêu nó mới giải quyết trong vấn đề thù hận được Vì không có ràng buộc đó không ai có thể giải quyết được Tôi nói một phần nhỏ trong cái bài giảng Mùi vu lan vừa rồi các vị nào nhớ Hả Tôi giảng cái bài giảng là ân quán gia đình Và trong đó tôi có nói Người xưa có nhắc một câu là Vô quan trái bất thành phu phụ Có phải không Câu này nếu chúng ta hiểu rất rõ là Vì có ràng buộc Trong vợ hoặc chồng Và ràng buộc Trong một cái trách nhiệm nào đó chúng ta mới có thể giải quyết được các vấn đề ân quán không thể giải quyết khơi khơi với người giữa đường được đầu tiên nó phải có cái gì đó tự nhiên cái sau bao nhiêu người nó không bị tiếng xét ái tình gì đó mà nó xét ngay mình xét chưa chắc là tốt mà cái xét đó cũng chưa chắc là xấu có những cái xét dẫn đến phải trả ân tình nhưng mà có những cái xét quán phải trả cho nên những tiếng xét đem đến Hạnh phúc nhất định nào đó Nhưng mà có những tiếng xét Nó còn thê lương hơn Thà xét đánh thật gì tôi chết một cái cho xong ừ. Có phải không? Xét đánh thật cái anh Rồi chết xong Khỏe không? Chứ đâu có để mà nó đánh hàng ngày Chịu đời không nổi Sao cả cuộc đời thê lương như thế Cho nên người ta mới nói Vô quan trái bất thành phu phụ Bao nhiêu người nó không nhắm Nó nhắm ngay người đó Nó nhắm ngay anh đó Nó nhắm ngay chị đó nó nhắm ngay ông đó Nó nhắm ngay bà đó Vì vậy Khi mà được nhắm đến đầu tiên Chúng ta phải thật sự tỉnh táo Nhất là người có tu học Còn bằng không mà Nó chưa đánh đã xỉu rồi <laughs> Thì cái đó phải chịu thôi <laughs> Đừng có sống như giống như Xuân Diệu à. Với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn Tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn diễu cợt như vậy là bỏ mạng cho vỗ tay <laughs> nếu đứng về góc độ của triết lý phật giáo đức phật dạy cho chúng ta phải nói là rất là chính xác trong mọi thứ chúng ta chỉ là những thành phần rất nhỏ trong một vũ trụ được chằng chịt với nhiều thứ mà chúng ta không biết đâu là đầu đâu là mối đâu là khởi điểm đâu là chung cuộc nói như một tổ nhện như vậy quán về nhân duyên nhân quả nghiệp báo rồi chúng ta mới thấy rằng phải nói tất cả mọi thứ không có gì là tự nhiên à. cái gì nó cũng có lý do của nó cho nên khi mà nó có những cái dấu hiệu biểu hiện như vậy đó là phát tác của nghiệp mà chúng ta cần phải để ý nếu không để ý chỗ này nghiệp thì không thể trốn chạy tôi đố ai có thể trốn chạy được điều đó người có trí phải thấy rất rõ hạnh phúc chúng ta sẵn sàng đón nhận thì khổ đau đến cũng phải tìm cách để mà chấp nhận khổ đau như thế nào cho khôn ngoan đừng hòng vứt cái điều đó cho bất cứ một ai nhưng mà con người chúng ta là vậy đó cái gì tốt cái gì thích cái gì hạnh phúc thì thì gom vào còn cái gì mà nó dở nó xấu nó tệ nó khổ đau thì muốn vứt cho người khác cuộc đời đâu có những cái vô lý và bất công như vậy. Ừ. Chúng ta tham làm quá, ừ. chúng ta chỉ muốn được mà không bao giờ muốn mất. Nhưng mà có cái gì mà được mà không mất không? Ừ. Hít vào thì phải sao? Còn tham quá hít vào mà không thở ra đi. Hả? Cứ hít vào mà không thở ra đi. Ăn vào thì phải. Còn tham quá ăn vào mà cứ muốn giữ, giữ đi Đó là sự thật đó các vị Mọi vấn đề khi khổng khi ông mình bị chỉ trích, bị du cáo, bị thị phi Cũng không có cái gì là tự nhiên Tôi tự nhiên tôi làm gì mà nó phải chửi tôi à, Tôi làm gì mà nó phải biêu xấu tôi Tôi làm gì mà nó phải là chỉ trích tôi tôi không làm gì thì thật sự mà nói mình không thấy mình làm gì nhưng dĩ nhiên là những cái mình đã làm mà mình quên đó tôi có nhớ một câu chuyện ngày xưa có một vị học trò thì khi vị học trò này có mặt trong một cái trường hợp ta mất trộm và cuối cùng là làng bắt cái vị học trò đó để mà tra khảo để hỏi là anh có phải là người ăn trộm đó không? Thì sau khi tra khảo đủ điều rồi thì cuối cùng anh này không phải là kẻ trộm cho nên được thả. Thì khi được tha thì anh này về gặp thầy mình. Mới nói với cái vẻ tử đắc. Thầy biết không hôm nay con bị bắt quan Con không có ăn trộm nhưng mà không biết lý do gì đó. Làng lại bắt con và tra khảo con đủ điều. Nhưng thật sự con đâu có ăn trộm. Cuối cùng con được tha trở về đây à, thầy thấy con là thật sự là người rất là tốt nhưng mà bị quan không thì nói nghe ngon lành lắm nhưng ông thầy đè ra mày cúi xuống và ông thầy đập cho một trận thì cái người học trò không có hài lòng cái cách xử sự của thầy mới nói với thầy rằng là thầy đúng ra thầy phải mừng chứ thầy dạy con không tham và con sống cuộc đời không tham cho nên là trong một trường hợp như vậy con bị bắt quan như vậy để chứng tỏ rằng là con là người không có tham thầy vui mừng về điều đó chứ tại sao là thầy phải đè con xuống thầy đánh thì ông thầy ông mới nói rằng tao không phải đánh cái tội mày ăn cắp mà tao đánh mày có cái dáng ăn cắp <laughs> tức là mày có cái dấu hiệu biểu hiện của ăn cắp người ta mới bắt mày ừ. sao tại sao nguyên cái làng đó người ta không bắt ai người ta bắt mày ừ. các vị thấy không một câu chuyện cười một câu chuyện vui nhưng nó rất là thâm thúy Chắc chắn rằng con người chúng ta có một nghiệp gì đó Để nó biểu hiện sự tương đồng Có những người bản chất họ không có dê Nhưng mà họ biểu hiện ra bên ngoài Ủa mình nhìn mặt giống dê quá ta Đó là biểu hiện của nghiệp Đã từng như thế nào Cho nên chắc chắn rằng dù hôm nay đã được chỉnh đốn Nhưng dư báo trong tất cả các thứ nó vẫn còn vì vậy tu học là cái cách mà nhìn lại mình Và điều chỉnh mình một cách tốt nhất Và có trí tuệ nhất Để giải quyết các vấn đề Nghiệp chướng tốt nhất Không còn cách khác Các vị nên nhớ Không phải khi không mà Đức Phật bị nhức đầu Không phải khi không mà Đức Phật bị cái nạn kim thương mã mạch Nhưng mà Đức Phật là người hiểu vì sao không? Nhưng mà các vị có hiểu vì sao không? À, các vị chỉ hiểu được giai đoạn ngắn thôi giống như vì sáng nay tự nhiên bị gì bị tào tháo được thì các vị có suy nghĩ lại là do cái gì mà mình bị này không nhưng mà mình sẽ hiểu do cái gì mình bị cái này là vì mình nối kết được nó vì nó rất là gần nhưng mà nếu nó xa hơn chúng ta không thể nào nối kết được vì không đủ trí tuệ không đủ túc mạng để có thể nhận được, được ra là quá khứ chúng ta đã làm gì vì vậy mọi vấn đề xảy ra với đức phật đức phật bình thản không Đức Phật không kêu trời, không kêu đất, không than vãn trời ơi. Tại sao tôi bị như vậy? Trời ơi, tại sao tôi bị cái kia? Sao tự nhiên quan cho tôi vậy này? Trên đời Đức Phật chưa bao giờ có tiếng đó. Dù điều quan trái nhất trong cuộc đời của Đức Phật xảy ra, Đức Phật vẫn bình thản để giải quyết các vấn đề. Vì thứ nhất, Đức Phật sẵn sàng có thể chịu thai quan trái của người ta để người ta bớt khổ. Với một lý do nào đó, Thứ hai, Đức Phật là người hiểu rất rõ nhân tố nào để dẫn đến ân quán này. Cho nên Đức Phật hiểu rất rõ bản thân ngài không bao giờ có những cái than vãn, ngài chịu đựng bất cứ điều gì đều có lý do. Trong thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này bị cái nghiệp gì không biết, nhưng mà đi khất thực đến đâu cũng bị người ta chỉ trích, thậm chí là người ta nhạo bán và người ta không cúng dường thì khi hỏi ra thì mới biết rằng là những vị kia thấy rằng là vị tỳ kheo này đi khất thực nơi nào cũng có thấy một người phụ nữ đi theo phía sau lưng cả nhưng mà bản thân vị này hoàn toàn không thấy nhưng mà quần chúng thấy mọi người thấy cho nên người ta chỉ trích ái ố và người ta không cúng dường vị này rất là đau khổ cho nên về thưa hỏi với đức phật là con làm điều gì sai trái nhưng mà tại sao con đến đâu cũng bị sự chỉ trích và ái ố hết như vậy. Và người ta chỉ trích rằng là con đi đâu cũng có một người phụ nữ theo. Như vậy là không đúng giới hạnh của một người tu sĩ. Thì con ở đây hoàn toàn con không có điều đó nhưng tại sao con bị du cáo như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó là quả báo của ông. Trong nhiều đời ông đã từng du cáo cho những vị tỳ kheo khác. Khi ông chưa tu hoặc là trong lúc ông tu Ông đã từng nói xấu người ta Ông lại từ đặt bịa chuyện ra Để ông nói người ta như vậy Ông gây ra quan trái và đau thương người ta như vậy Cho nên đời này dù bản thân ông đang tu hành rất là tốt Nhưng ông không thể chối chạy được sự thị phi này Ông phải trả trong một thời gian là bao nhiêu bao nhiêu gắn nhẫn nhục để chịu đựng để quá giải nghiệp chướng Thì mai này mọi việc sẽ chấm dứt vậy thì lời dạy của đức phật dành cho một đệ tử trong khi ngài còn tại thế vì ngài thấy rất rõ về điều đó trong thi vị thì kheo này chưa đắc đạo vì chưa đắc đạo cho nên không nhìn được quá khứ của mình đã từng làm gì cho nên đôi khi mình giận mình quán trách thiên hạ có mắt như đuôi à tôi làm gì đâu mà thế thế đôi khi mình trách và mình nói những điều khó nghe nhưng sự thật đó là phản ánh của quả báo mình không có ngoại lệ được cho nên chúng ta thấy mình nói một lời hay là mình ứng xử một điều gì đó phải nói là mình phải kiểm soát trong đạo phật dạy chúng ta kiểm soát ba nghiệp thân khẩu và ý nhưng mà có thể mình kiểm soát thân được nhưng mà khẩu và ý thì mình rất là dễ để mình sai lầm có những khi vô tình có những khi cố ý và có những khi do nghiệp phát tác có những khi con người đó nghiệp họ phát ra cái ngôn ngữ như vậy miễn họ nói ra một điều gì là đau thương cho người ta lời đó nói ra điều gì là khó nghe điều đó và nói ra điều gì đều có quan trái điều đó đôi khi họ không biết bởi vì nghiệp ràng buộc cho nên họ không biết họ nói ra những điều đó mà họ không có kiểm soát và họ nghĩ là bình thường nhưng không bình thường mọi thứ nó đều có những cái quan trái ràng buộc xuất phát từ ba nghiệp của chúng ta ý nghiệp còn chỉnh đốn được nhưng mà ra khẩu nghiệp và thân nghiệp rồi thì bắt đầu có quả báo còn trong ý thì tội từ tâm sinh do do tâm diệt nếu nghĩ ra rồi sau đó ý niệm đã được thay đổi mọi thứ chấm dứt quan trái từ đó nhưng đã nói ra rồi thì không thể hành động ra rồi thì không thể cho nên người ta nói là trong bốn điều mà không thể quay trở lại được là thứ nhất là trong đó có một cái điều là lời đã nói. Cách đây hơn 20 năm. Lúc tôi còn học ở trường trung cấp Vĩnh Long. Thì tôi có một cái người huynh đệ. Thì vị huynh đệ này lớn hơn tôi 2 tuổi. Khi xuất gia thì thời điểm đó tôi ở tại trường trung cấp là năm đó tôi khoảng 17 18 tuổi. Thì vị này lúc đó khoảng là 20 tuổi thì do vị này nói chung là có phước tướng sinh ra cũng tướng mạo đoan trang nói thẳng ra theo cái tiếng đời gọi là đẹp trai nhưng mà ngược lại thì cái vị này rất là tự hào về việc đó của mình cho nên có một cái thái độ tự kiêu vì vậy khi ứng xử với ai cũng ra cái vẻ tự kiêu như vậy hết thì có một cái việc như vậy Lớp học ngày xưa của tôi là học Trung Tăng Ni Thì trong đó có một cô Ni lớn hơn vị này Khoảng từ 7 đến 8 tuổi Tôi không nhớ chính xác lắm Nhưng mà cô này thì trái lại là không được đẹp Từ dáng dấp mọi thứ luôn khi học chung như vậy thì cô này lại là mến cái vị thầy này Yêu hay không thì tôi không biết Thể hiện mến bằng cách là sự chăm sóc, quan tâm thì vị này thì cảm thấy là không để tâm đến cái cô ni này Vì vậy thái độ là không thích Nhưng mà hay dùng những lời chiêu ghẹo Cái chữ chiêu ghẹo những lời mà nguy hiểm nhất là hay kêu cô này bằng bà xã à. Khi nói mang cái nghĩa là nói chơi cái nghĩa là vì mình không thích và người này so ra là một chiếc đũa lệch Lệch vừa tuổi tác mà lệch về nhiều thứ Thì người ta cứ nghĩ rằng là Mình là đẹp như thế này thì không thể nào Có thể đi cưới hay là đi ưng hay là Có thể kết thân với một người như vậy Nhưng mà vị này thì thường hay chiêu như vậy Nhưng bản chất trong lòng nghĩ 100% Mình không bao giờ bị cái này chi phối Hoặc là cũng không bao giờ dính mắt Và không bao giờ để tâm đâu Và thông thường thì cũng hay có những cái lời gợt nhã nhưng có những lúc những lời cợt rất là đau thương thì tôi nhỏ hơn nhưng mà có những lúc tôi chia sẻ là tôi nói là không nên như vậy nhưng mà vị này mới nói rằng là đùa chơi mà nhậm gì đâu vui thôi làm gì mà cố chấp dữ vậy thì tôi cũng biết đùa nhưng mà cái cách đùa như vậy thì tôi thấy nó không phù hợp thì mình cũng đâu có tài khôn nhiều như vậy mình chia sẻ nhẹ nhàng thôi thì sau khi ra trường Tôi nhớ nếu không lầm là khoảng 4 năm sau Thì tôi lại gặp cái vị này Là với vị kia họ đã cưới nhau đâu 1-2 năm trước rồi Họ trở thành hai vợ chồng thật sự Tức là sau khi ra trường thời gian là hoàn tục Và họ lại cưới nhau thì nói chung mọi người rất là ngỡ ngàng và bản thân tôi cũng ngỡ ngàng nhưng mà tôi nghĩ đó là nghiệp. Ngày trước do vị này xem thường khi dễ, trêu đùa cho nên có những cái lời lẽ mà nói là là không đúng chuẩn mực. Mà những lời lẽ đôi khi là xúc phạm nhưng mà cô kia là do dưới cơ, thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là không được đẹp, mọi thứ cho nên lúc nào cũng phải cam chịu. Tức là chịu đựng về điều đó giống như là chịu đám ăn sâu vậy đó là Cái cách là như vậy Và tôi tôi thấy rất rõ Khi gặp lại thì tôi biết rằng hai người họ đã kết hôn Thì lúc đó tôi hỏi là Ủa tại sao ngày xưa tôi thấy chiêu đùa Và nói với tôi rằng là không có để tâm đến việc này Nhưng tại sao giờ hai người lại cưới nhau Thì vị này mới nói là nghiệp biết đường đâu nói thì lúc đó tôi mới nhớ cái câu là anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh <laughs> xin thưa các vị đây là những câu chuyện thật để tôi nói với các vị để các vị thấy rằng là một lời chúng ta nói ra một thái độ chúng ta ứng xử không có gì làm mất đi tất cả mọi thứ nó đều có những cái oan trái nhưng mà chưa đến lúc chín mùi chín mùi rồi chắc chắn nó phải có lý do để giải quyết cho nên trong mọi lời đùa nhất là tình cảm chúng ta đùa là chúng ta sẽ mắc quai đấy cho nên ở đây có những quan trái chúng ta không bao giờ tưởng trước nhưng mà trong cái sự vô hình mọi thứ nó sẽ dẫn đến từ một đến nhiều đời không bao giờ mất đi cho nên chúng ta không thích hay là chúng ta cũng không thấy có tình cảm với một ai nhưng chúng ta phải khéo léo ở chỗ là đừng tạo thêm quan trái có những người người ta do không thích một người cho nên người ta dùng những lời miệt thị và những thái độ hất hủi một cách rất là thương tâm người ta nghĩ rằng người ta không muốn người ta không thích mà đeo đuổi người ta mệt người ta không có thoải mái điều đó cho nên người ta thể hiện như vậy nhưng mà mình đâu biết rằng sự thể hiện đó là những sự thể hiện không khôn ngoan đối với trí tuệ đạo phật mà nhìn là không khôn ngoan trong cái giới tu hành cũng vậy có những người thầy hay là những vị ni cô đi tu vẫn có những người khác phái đeo đuổi và cái chuyện này chúng ta cho rằng là Ủa người nói người tu tại sao thằng này con này lại đeo đuổi? Xin thưa, về mặt đạo đức xã hội hiện tại thế gian chúng ta nói gần như là đúng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trước khi người này là đi tu họ là ai? Tại sao bao nhiêu thằng nó không đeo nó đeo ông này? Nó biết thầy chùa chả làm ăn gì được tại sao đeo? À. Tôi nói thật là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ những người tu khi gặp những trường hợp như vậy nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ nhìn sâu và đầy đủ cái độ tĩnh lặng sâu và từ bi tâm thì chúng ta sẽ có cách ứng xử khác còn nếu chúng ta đôi khi là người này đeo với mình nhưng mà thật sự mình không có cảm xúc mình không có tình cảm cho nên mình sẵn sàng hất hủi để bảo vệ lý tưởng của mình một cách rất là mãnh liệt và mình cho rằng mình làm như vậy là đúng Thì sự thật mà nói Cái đúng đó của mình Nó có phải thật đúng chưa Và nếu ngược lại Mình không có nghiệp người này Nhưng mà mình có nghiệp với người khác Thì mình có thể chối từ Hoặc là mình có thể là hất như một gào nước lạnh với những người mình không thích không Thì đây là điều mà tôi nói với các vị Nhìn sâu trong các vấn đề Cái nào nó cũng có Cái ân quán từ một đến nhiều đời chúng ta đừng đổ thừa từ một phía chúng ta đã gieo nhân chúng ta đã có một cái lý do để mọi thứ nó dẫn đến một sự quan trái mà không lối thoát này người có trí không ai cực đoan đôi khi ở đời chúng ta hay nói theo một cái xu hướng thôi cái việc đó nó diễn ra nó không hài lòng với chúng ta hay là chúng ta thấy rằng à cái việc đó nó không được đạo đức con đường tu hành Thì đôi khi chúng ta cứ là chỉ trích Và chúng ta có thể thẳng thắn phê bình Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết Những ân quán mọi thứ không hề đơn giản Nếu một người tu biết rằng việc đó Nó sẽ là phi phạm hạnh nhưng mà biết phi phạm hạnh, bảo vệ phạm hạnh bằng cách nào Và làm sao để đừng lôi theo cái dòng nghiệp chướng nữa. Nếu một việc từ cái tình thương mà chúng ta chưa đủ cái duyên để quá giải thì khi biến thành thù, chúng ta khó quá giải vô cùng. Nếu một người có trí hãy quá giải từ lúc mà tình thương nó sẽ nhẹ hơn gấp 100.000 lần khi nó biến lại trở thành thù. Các vị khi thành thù, các vị sẽ trả giá nặng hơn điều đó. Cho nên đây là điều khi người học Phật gặp phải các vấn đề, thử thách mọi thứ chúng ta phải làm gì?